chương một giác tỉnh hỗn độn thể lấy được hỗn độn thôn phệ tháp bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com phụ thân tô hạo đã phái người truyền đến tin tức nhất định phải đem tô thần trục xuất gia tộc bằng không lời nói tô tộc hội chấp hành gia pháp thanh lý môn hộ ai hắn đã phế tô thần huyết luân chẳng lẽ còn muốn đuổi tận dết tuyệt sao năm đó tam đệ nếu là không ra chuyện hắn cũng không dám làm như vậy đáng thương tô thần vừa mới giác tỉnh đế cốt liền bị tô hạo cưỡng ép tước đoạt tô hạo chính là toàn bộ tô tộc đệ nhất thiên tài bây giờ càng là đạt tới đỉnh phong thực đan cảnh chẳng lẽ vì một tên phế nhân bồi lên toàn cả gia tộc sao đông hoang bạn đỉnh hoàng triều bạn u thành tô gia ngồi tại trên đại sảnh vị trí đầu não lão giả giải dầu sương gió trên mặt tràn ngập âm trầm đèn nhánh hai con người giống như hai tòa vô tận thâm uyên khiến người ta cảm thấy không rét mà run phụ thân tô hạo đã hứa hẹn chỉ cần gia tộc trục xuất tô thần liền có thể để tô dương tiến về tô tộc tiến vào tô tộc tu luyện tô dương đã giác tỉnh huyết luân thuận lợi trúc cơ im miệng nhìn đến phụ thân động thật giận tô huyền không dám nói nữa ánh mắt càng phát ra lạnh lẽo tô uyên song quyền nắm thật chặt hắn há có thể không hiểu tô hạo ý tứ lại không có biện pháp nào bạn u thành tô gia, chỉ là tô tộc một cái nho nhỏ chi nhánh, chỉ cần tô tộc nguyện ý, động động ngón tay đều có thể nhẹ nhõm hủy diệt tô gia. Năm đó tô hạo trước mặt mọi người bóc ra tô thần vừa mới giác tỉnh đế cốt, từ trên xuống dưới nhà họ tô không có người nào dám ra tay ngăn cản, cũng là bởi vì việc này, hắn ấy nấy chỉnh một chút mười năm. Thiên hoang đại lục, võ giả làm đầu. Võ giả cảnh giới phân vì hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh, trúc cơ cảnh, kim đan cảnh, Nguyên anh cảnh, hồn cung cảnh, ngưng thần cảnh. Mỗi người 6 tuổi thời điểm, thể nội đều sẽ tỉnh lại huyết mạch, chỉ có như vậy mới có thể dẫn thiên địa linh lực nhập thể, đột phá tiên thiên cảnh. Đến mức võ giả muốn trúc cơ, lại cần huyết mạch sinh sôi ra huyết luân, lấy linh lực nhập huyết luân trúc cơ, có thể nói như vậy, không cách nào sinh sôi huyết luân người, cả đời đều vô vọng trúc cơ thành công. Tô thần, 6 tuổi thuận lợi giác tỉnh huyết mạch, càng là giác tỉnh sen lẫn đế cốt, dẫn động thiên địa dị tượng, kéo dài 10.000 dặm, kinh động tứ phương. Trời sinh đế cốt, tất thành đế cảnh. Nhưng chưa từng nghĩ đến. Tô tộc Tô Hạo vừa vặn đi ngang qua, nhìn đến thiên địa dị tượng, lập tức xuất thủ tước đoạt Tô thần đế cốt, chỉ cần không có dung hợp đế cốt, liền có thể cưỡng ép bóc ra. Mất đi đế cốt Tô thần, vẫn không có lựa chọn đồi phế cùng từ bỏ, sau người khác càng thêm khắc khổ, rốt cục mượn nhờ huyết mạch sinh sôi ra huyết luân, càng là trúc cơ thành công, trở thành tô gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, vì thứ nhất trúc cơ thành công người. Ba ngày trước, tô thần vì cứu trị phụ thân tô chiến tiến về thiên phạt trừng rậm tìm kiếm thiên hồn thảo, nhưng lại hết lần này tới lần khác gặp phải tô hạo. Tô hạo cố ý phế bỏ tô thần huyết luân, lại không giết chết tô thần, vì cũng là để tô thần tiếp tục sống sót, sau đó cao cao tại thượng nhìn xuống. Thần nhi tỉnh lại, để hắn tới gặp ta. Nghe đến phụ thân lời nói, Tô Hồng cùng Tô Huyền hai người đều hiểu, phụ thân đã làm ra quyết định, vì toàn cả gia tộc, chỉ có thể lựa chọn hy sinh Tô thần, đem trục xuất gia tộc. Góc Tây Bắc, vắng vẻ tỉnh độc viện. Hoàng hôn buông xuống. Tối tâm gian phòng bên trong, nằm trên giường một vị thanh niên, anh tuấn cương nghị trên mặt có một chút thống khổ, mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, thâm thúy hai mắt gấp đóng chặt lại. Đột nhiên mở hai mắt ra, Tô thần cảm thụ lấy thể nội truyền đến tê tâm liệt phế đau đớn, cả khuôn mặt đều trắng bệch không gì sánh được, giống như giấy trắng đồng dạng. Tô hạo Thiên phạt trừng trầm nhất chiến, hắn liền tô hạo một chiêu đều không có đến đỡ được, liền bị tô hạo phế bỏ huyết luân. Không giết chính mình, đơn giản là muốn muốn nhìn lấy chính mình trở thành phế nhân, cao cao tại thượng nhìn xuống chính mình, muốn không phải dung hợp chính mình đế cốt, tô hạo có thế có thành tựu ngày hôm nay vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Huyết luân, võ giả tu luyện võ đạo căn cơ. để cốt bị bóc ra, còn có thể tiếp tục tu luyện, chỉ cần thiên phú không kém, đầy đủ nỗ lực tình huống dưới, yên nguyên có thể từng bước tăng lên. Huyết luân lại hoàn toàn khác biệt, võ giả không có huyết luân, cả đời đều vô vọng trúc cơ. Cảm thụ lấy thể nội tu vi, đã theo trúc cơ cảnh rơi xuống đến tiên thiên cảnh, tô thần không cách nào ngăn chặn thể nội không cam lòng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ông! Tô thần cảm nhận được trong đầu đột nhiên vang lên một đạo từ xưa đến nay mênh mông tiếng chuông, một cái màu đen tiểu tháp theo chỗ mi tâm chậm rãi ra, phiêu phụ ở trước mặt. Màu đen tiểu tháp! Nhìn lấy trôi nổi ở trước mặt mình màu đen tiểu tháp, tô thần đương nhiên sẽ không cảm thấy lạ lẫm. Trước đó tại thiên phạt trừng rậm, tìm kiếm thiên hồn thảo thời điểm, trong lúc vô tình xâm nhập một chỗ sơn động, sơn động trên vách đá hiện lên tháp đen đồ án hắn thậm chí không có đi đụng chạm trên vách đá tháp đen đồ án ảo ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa lại không nghĩ tới hội ẩn tàng ở trong cơ thể hắn lúc này theo màu đen tiểu tháp bên trong nhất thời truyền đến một cổ cường đại hút kéo cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ trong tháp không gian vô biên vô hạn hoang vu không gian khí lưu phun trào giống như hồ gián giống như bao trùm lấy bốn phía, bị cưỡng ép hút kéo vào tô thần, chấn kinh nhìn lấy bốn phía. Hoan nghênh chủ nhân đi tới hỗn độn thôn phệ tháp. Một đạo hư huyễn bóng người, tại tô thần trước mặt dần dần ngưng tụ mà ra, thấy không rõ khuôn mặt, thanh âm còn giống như máy móc. Ngươi là người phương nào? Chủ nhân, ta là hỗn độn thôn phệ tháp tháp linh. Tháp linh. Ngươi là có hay không có thể nói cho ta, đến cùng chuyện gì phát sinh? Hư Huyễn bóng người gật gật đầu, chậm rãi nói ra: Tòa này hỗn độn thôn phệ tháp, chính là hỗn độn chí bảo, sinh ra tại hỗn độn bên trong, chỉ có nắm giữ hỗn độn thể người, mới có tư cách trở thành hỗn độn thôn phệ tháp chủ nhân. Chủ nhân hỗn độn thể bị đế cốt bao trùm, bóc ra sau chịu đến hỗn độn thôn phệ tháp cảm ứng, từ đó thu hoạch được hỗn độn thôn phệ tháp. Nghe lấy Tháp Linh lời nói, Tô Thần làm sao cảm giác được, chính mình nắm giữ đế cốt bị bóc ra. Đối với mình tới nói cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại là một chuyện tốt." Bất Đắc Dĩ cười cười. Hiện tại hắn có thể xác định một việc, cái kia chính là hỗn độn thể khẳng định phải áp đảo đế cốt phía trên, đồng thời được đến hỗn độn thôn phệ tháp cũng là một kiện nghịch thiên chí bảo. Thở dài một tiếng, Tô Thần Bất Đắc Dĩ nói ra: "Ta huyết luân đã phá nát, coi như nắm giữ hỗn độn thể, cũng vô pháp tiếp tục trúc cơ tu luyện. Mời chủ nhân yên tâm." ta có thể cho chủ nhân đoàn tụ huyết luân, đồng thời tương trợ chủ nhân lấy trong tháp thôn phệ chi lực, sinh sôi thôn phệ huyết luân. Song sinh huyết luân. Thiên Hoang Đại Lục, có thể trúc cơ người thành công, nhất định đều sẽ tỉnh lại huyết luân, cơ hội đều là duy nhất huyết luân, chỉ có đặc thù võ giả mới có thể có được song sinh huyết luân. Đều không ngoại lệ, nắm giữ song sinh huyết luân người, ngày sau nhất định là tuyệt thế cường giả, Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình đế cốt bị bóc ra huyết luân vỡ vụn vậy mà chuyện xấu biến chuyện tốt để cho mình nắm giữ song sinh huyết luân xin chủ nhân ngồi xuống ta đến thay hỗn độn thôn phệ tháp truyền thụ chủ nhân hỗn độn thôn phệ quyết tô thần cũng không có giày vào khốn khổ lập tức ngồi xếp bằng chậm rãi hai mắt nhắm lại trong nháy mắt cảm nhận được từng luồng từng luồng tin tức như thủy triều điên cuồng tràn vào trong đầu chính là tháp linh vừa mới chỗ nói hỗn độn thôn phệ quyết nghe trọn bộ tại mê truyện audio com linh trực tiếp ở phần mô tả